chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi mỗi ngày nhé. Như quý vị cũng đã biết, cuộc sống xung quanh chúng ta có rất là nhiều điều bất ngờ và thú vị mà chúng ta khó có thể khám phá hết và không nghĩ rằng nó có thể xảy ra. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với chuyên mục Chuyện lạ quanh ta để cùng khám phá những điều bất ngờ xung quanh cuộc sống nhé. Nhặt được sợi dây chuyền vàng dưới nước, vợ đang sung sướng thì chồng gọi ngay cho 113. Người Việt Nam chúng ta luôn tin vào tín ngưỡng và những điềm báo, nên một số người khi lượm được tiền hay là vàng thường xem đây là một điềm báo hoặc là lo lắng không biết đây là hành động sẽ đem lại may mắn hay xui xẻo cho bản thân. Dân gian đúc kết một câu nói, nhặt được bạc thì sang, nhặt được vàng thì lụi, hãy cảm giác và đừng tham gia, nếu không sẽ gặp nguy hiểm như câu chuyện dưới đây. Những chiếc dây chuyền vàng lấp lánh trên tay nhưng chưa kịp mừng thì chị đã phải hoảng hốt vì vết tiếc trên đó. Nhặt được đồ quý giá không còn là chuyện xa lạ nữa. Có rất nhiều người đã vô tình nhặt được tiền, vàng hay là trang sức, hầu như trong số đó đều là do khổ chủ đánh rơi. Thế nhưng chiếc dây chuyền vàng nhặt được dưới đây lại có nguồn gốc khác khiến cho ai nghe xong đều sợ hãi. Bởi vì nhà gần sông, người phụ nữ này rất hay ra mò ốc, hến và cá mang bán. Hôm nay cô lại tiếp tục công việc của mình, nhưng thứ mà cô mò được là một chiếc dây chuyền vàng sáng lấp lánh, dù bị vùi xuống bùn lầy của đáy sông. Vừa giơ chiếc dây ra trước mặt, cô mừng rỡ vô cùng. Đây là một chiếc dây chuyền vàng thật, nhìn độ sáng của nó có thể biết ngay. Nhưng ngay sau đó cô đã tái mặt vì thấy vết tiếc rõ ràng ở phần chốt của chiếc vòng. Vội vàng gọi 113 vì rất có thể đây là dây chuyền của người chết đuối. Nghĩ đến đó thôi, cô tự trùng mình kinh hãi. Nhận được cuộc gọi, cảnh sát có mặt ngay lập tức và tiến hành dò xét, lặn sâu điều tra. Sau một tiếng dò xét cả đoạn sông, cảnh sát phát hiện được một người phụ nữ bị hôn mê sâu. Ngay lập tức họ đưa người này đi cấp cứu. Cảnh sát bắt đầu điều tra nguyên nhân vụ việc. Gia đình người gặp nạn đã đến để cảm ơn cô và muốn được hậu tạ, nhưng người phụ nữ từ chối. Cô cho rằng đây là việc nên làm, bất cứ ai gặp tình cảnh đó cũng sẽ báo cảnh sát. Sự trung thực của cô đã được đội cảnh sát tuyên dương khen thưởng ngay sau đó. Nhờ sự trung thực mà một mạng người được cứu, cuộc sống rất cần những người như vậy. Hãy chú ý những bài học dưới đây mà đội cảnh sát đã tuyên truyền ngay khi vụ việc này. Không được xuống nước theo ý muốn mà hãy tìm hiểu về vị trí mình định xuống bơi lặn. Bạn cần nắm được điều kiện dòng nước, các vùng có xoáy nước, có đập thủy điện, có nhiều tàu đi lại không nên bơi lội. Nếu bạn không biết bơi thì tuyệt đối đừng mạo hiểm. Tránh các hoạt động bơi lội khi thời tiết không ổn định, nhất là ngày mưa để tránh bị sét đánh hay là bị nước cuốn. Khi bạn đói thì rất dễ bị chuột rút nên tốt nhất là đừng bơi khi bụng chưa ăn. Không bơi vào ban đêm, nếu gặp chuyện thì sẽ không ai có thể cứu hộ kịp thời. Khi cơ thể đổ nhiều mồ hôi, trời nóng khiến cho cơ thể phải tự tiết ra mồ hôi để điều hòa cơ thể. Càng nóng lỗ chân lông càng nở to, lúc này tuyệt đối không ngâm mình trong nước lạnh ngay, nếu không sẽ bị cảm dẫn đến không qua khỏi. Trước tiên hãy uống nước lạnh làm dịu mát cơ thể rồi hãy xuống bơi. Trước khi xuống nước cần tập vài bài khởi động để tránh chuột rút. Nhặt được miếng xốp lạ về vứt góc vườn, bất ngờ được trả giá gần 12 tỷ đồng. Quý thính giả thân mến, ông chủ một quán bar ở Thái Lan không thể ngờ rằng vật thể lạ, mềm, nhẹ như mút xốp mình nhặt được ở bờ biển lại đang cho là lông diên hương trị giá tới 500.000 đô la Mỹ, khoảng gần 12 tỷ đồng. Anh Bunius Talaupara, 44 tuổi, đã vô tình bắt gặp một vật thể lạ vào tháng 6 năm ngoái khi đang đi dạo trên bãi biển Koh Samui, phía nam Thái Lan. Ông chủ quán bar người Thái Lan này cho biết đó là một khối lớn màu vàng, khá mềm, có kết cấu như sáp nến, nhưng khi được chọc vào thì đó không phải là nến. Khi thử đốt với lửa, nó lại chuyển sang dạng dầu rồi cứng lại. Anh Bonius Talaupara đã quyết định mang món vật về nhà rồi vô tình để quên trong vườn. Tuy nhiên vào tháng trước, khi một người bạn ghé thăm đã cho Bonius biết món đồ lạ này có thể là lông diên hương. Nhiều người thân và bạn bè của Bonius Talaupara đều cho rằng đó là lông diên hương. Thon Thamrong Nawasawat, trợ lý giáo sư ở khoa ngư nghiệp tại Đại học Kusetsat cho hay, nếu kết quả kiểm tra xác nhận đây là lông diên hương, thì món đồ lạ này có thể mang lại cho Bunius Talaupara tới 500.000 đô la Mỹ.
Theo wikipedia.org, long diên hương hay còn gọi là long duyên hương là một chất sáp màu xám được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng. Nhiều giả thuyết cho rằng đó là chất tiết để bao bọc những thức ăn khó tiêu như răng của một số loài mực, nhưng cũng có thuyết cho rằng chất tiết này như một loại kháng sinh để làm lành những vết thương trong ruột của cá nhà táng. Long diên hương sau đó được nôn hoặc bài tiết ra ngoài, hay nó thoát ra biển sau khi cá nhà táng chết và xác bị phân hủy. Trước đây, long diên hương được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất nước hoa. Ngày nay, nó đã được thay thế phần lớn bằng vật liệu tổng hợp. Long diên hương cũng là nguyên liệu giá trị được dùng làm thuốc. Những người Trung Đông tán long diên hương thành bột và uống để tăng cường dương, bồi bổ sức lực, chữa bệnh não và tim, cũng như tăng thêm hương vị cho thức ăn, nước uống. Ngoài ra, nguyên liệu quý hiếm này có thể giúp chữa bệnh cảm lạnh, đau đầu hay cả chứng động kinh. Các chuyên gia cho rằng, long diên hương thực sự quý hơn vàng. Chất xám được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng này có thể được bán với cái giá lên đến 330 triệu đồng cho mỗi kg. Trên thế giới, nhiều người cũng may mắn nhặt được long diên hương và bán được giá cao. Vào tháng 11 năm 2016, ba người ngư dân ở Oman tìm thấy một vật nghi long diên hương nặng 80 kg và bán được giá 3 triệu đô la Mỹ. Vào tháng 4 năm 2016, một cặp đôi may mắn cũng tìm thấy long diên hương ở Middleton Sands gần vịnh Morecambe nặng 1,57 kg và bán giá 50.000 bảng Anh. Tháng 3 năm 2013, ông Candy Wiman ở Anh vô tình nhặt được tản long diên hương có mùi phân ngựa, màu sắc giống như một loại đá biển, hơi vàng xám, được định giá lên đến 180.000 đô la Mỹ. Trước đó vào tháng 8 năm 2012, một học sinh ở Bournemouth của Anh là em Charlie Naismith nhặt được cục đá màu vàng nhạt nặng 600 gram, có hương vị ngọt ngào, được cho là long diên hương của cá nhà táng, có trị giá 40.000 bảng Anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.